chứ đúng không bạn? Được. Và chào mừng các bạn quay trở lại với một video nữa. Các bạn xem này thì hôm nay chính là Halloween. Hoặc là hôm qua chính là Halloween nếu các bạn xem bằng sau Halloween. Mà chắc chắn mình sẽ đăng cái video này Halloween rồi thì tất nhiên là phải hôm nay là Halloween chứ. Và nếu các bạn đọc ở dưới tiêu đề ấy, piu piu piu. Mình sẽ chỉ cho các bạn các ý tưởng cho Halloween để cho các bạn có một buổi Halloween vui vẻ nhất thế giới. Let's get started. Bây giờ chúng ta bắt đầu trước về phần trang phục đi. Phần hóa trang ấy. Thì đầu tiên mình có rất là nhiều ý tưởng ghi ở trong sách. Và đầu tiên chính là Harry Potter. Ok, để làm Harry Potter thì bạn chỉ cần một cái khăn quàng này, một cái đấy, cái khăn quàng, một cái kính, một cái đũa, và ve vẩy nó có thể biến thành Harry Potter. Rất đơn giản, cũng không khó. Nếu bạn là một người yêu âm nhạc ấy thì bạn có thể biến thành một thằng DJ cũng được. DJ dễ nhất, chỉ cần cái tai nghe, một cái MacBook quẩy nhiệt lên là bạn có thể thành một DJ thực thụ. Còn là bạn muốn đi cứu thế giới bằng sức mạnh của mình, có thể biến thành Superman. Là Superman rất là dễ, chỉ cần một cái áo choàng gắn vào trên kẹp áo, một đứa phải ve vẩy cho bạn và bạn có thể biến thành Superman đi cứu thế giới. Let's go. Hoặc các bạn làm một thứ hay hơn nhiều chính là người giấy. Những gì các bạn cần ấy là chỉ là một chiếc áo màu đen, một cái áo choàng màu đen là ok con dê chứ mà đề luôn. Hiểu không? Người dây. Hoặc là có thể sống y hệt như mình. Một thằng học sinh. Hoặc là một cô bé học sinh. Là học sinh nghiêm túc nên là mình phải có một cái cà vạt. Tất nhiên rồi một cái bút gắn trên áo, một quyển sách. Và bạn có thể thành một học sinh nghiêm túc sống y hệt như mình. Là nếu các bạn là một fan hâm mộ về Pokemon thì các bạn để biến thành Ash. Để thành Ash thì chúng ta chỉ cần một cái mũ, một cái tóc nó gần giống Ash và một cái bóng. Xong rồi. Đấy bắt Pokemon, let's go. Hoặc là các bạn muốn thành Team Rocket cũng được, không ai cấm các bạn. Là mình có một tờ giấy ghi chữ R, một quả bóng Pokemon và theo mình nghĩ Team Rocket cũng nào đi cướp Pokemon của người khác nên là hãy đi cướp Pokemon của người khác đi. Đấy là những ý tưởng của mình, nếu các bạn thích thì có thể hóa trang được, hoặc là các bạn có thể tự hóa trang theo cách các bạn. Mình không cấm, nhưng đấy chỉ là ý tưởng của mình thôi. Cái tiếp theo chính là trang trí nhà. Wow! Hoặc các bạn thích trang trí nhà. Trang trí nhà rất là dễ, các bạn chỉ dùng trí tưởng tượng của mình để làm mọi những thứ cực kỳ hay. Và mình nghĩ được một vài thứ rất là hay cho nhà của bạn, hoặc là căn phòng của bạn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn, let's do this! Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với một những con ma đáng yêu xinh đẹp như thế này. Nhìn rất là đẳng cấp mà thực sự làm bằng giấy và không tốn nước nhiều mà không tốn gì cả, chúng ta bắt đầu làm thôi. Nhưng thì các bạn chính là một tờ giấy ăn, một cái hồ, hoặc là một hồ rán ấy, với cả một cái bút. Dị cũng được. Và những gì bạn cần chính là vẽ mặt lên cái tờ giấy mà bạn vừa lấy xong. Giấy vẽ. Thì chúng ta vẽ một cái mắt, lên cái mắt nữa nào. Let's go, yeah, ok. Hơi lệch một chút không sao. Chúng ta sẽ vẽ thêm một cái mồm và thêm một cái lưỡi nữa. Chẳng sao cả, thế nó mới hay chứ. Và thêm một hai cái chấm trên mắt nữa. Ping pong, yeah. Rồi có một khuôn mặt rất đẹp dài. Cái tục chính là cái tờ giấy mà bạn dễ ăn ấy. Hay các bạn hãy xé nó ra. Xé, các bạn sẽ có thể xé to nhỏ tùy theo ý muốn của bạn. Và có thể tự tin thỏa mãn với trí tưởng tượng của bạn. Ok. Và những gì bạn muốn chính là lấy cái khâu của bạn rồi lật cái tờ giấy lên đấy. Cái giờ bạn vẽ lên đấy, lật nó lên. Lật ngược lại chứ. Ok, vẫn sẽ bạn hồi là hào hồ ra đi. Ra lên. Được rồi. Ok, những gì bạn muốn chính là dán nó vào. Đúng rồi, bôi ủi rồi. Từ từ. Mình bôi hơi nhiều mà không sao cả. Rồi ấn xuống. Rồi tiếp tục dán tiếp. Yeah. Bạn này mình sẽ tua thêm nhanh hơn, tại vì nó sẽ rất là chán. Rồi mình sẽ bắt đầu tua faster. Yeah, bạn thấy không? Nó rất là nhanh. Woo. Tay mình nhanh như một tiếng chớp rồi. Rồi ấn nào. Let's do this. Ding 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 ding. Ok, một khi bạn xong thì bạn muốn lấy hồ của mình và bôi vào bên cạnh của cái tờ giấy hoặc là một con ma bạn đang làm. Từ từ vặn thêm chút nữa để nó hết rồi. Và các bạn muốn bôi hết bên cạnh nó vào. Bôi hết vào. Bôi không còn đường chờ một chỗ nào cho nó dính siêu mềm nữa mà. Đó. Ủa, vứt cái đấy à. Và các bạn muốn là lật con ma của... À không, lật con ma các bạn lại. Rồi cuộn tròn nó vào. Từ từ không... Đấy. Rồi các bạn phải cuộn tròn nó vào. Dán nó vào nhau. Nào. Vào đi ma. Đấy. Rồi bắt đầu miết. Và đó, các bạn có một con ma giấy rất là đẳng cấp. Yeah.
rảnh tay thì mình sẽ làm thêm một vài con ma nữa. Đấy các bạn nhìn thấy, rất là đẹp, rất tuyệt vời không mà trời. Các bạn hãy tự nghĩ những con ma của mình, hãy thì làm con ma theo cách riêng của bạn nhá. Ok. Cái đi, chính muốn là cảm ơn các bạn đã xem video nhàm chán của mình. Và hãy nhấn like và subscribe nhá. Ok, good.